Hello, chúng tôi là em, gọi là Tung Bình, bọn trẻ Vlogs đây, bỏ đi, chúng mình sẽ chơi một trò chơi mới, đó là trò câu giấy. Anh em cũng đi kiếm mình nhé. Mầm sống to rồi, em mới mạnh gì đó. Em mới mạnh chứng rồi, chứ không biết chứ mặt rồi. Thì mặt sâu gì, thì là chứng có con vươn, con cái sâu gì. Anh chú tưởng là một yên tốm. Bây giờ chúng ta sẽ chứ chứng là chứ không biết chọn sâu tính xấu. Còn đi mới là người ta uống bia. Tao cũng uống bia. Bạn đánh em giúp tôi không thương mặt. Ừ. Xong rồi. Người thang mình thua, người thang xe đập pho của mình thua. Bây giờ chúng tôi sẽ út tập chi, người thang mình thua. Chi, chi, ta ta, con thua bé gì đó, con thua bé. Chi, anh là con bé. Chi, thế, con bé thua. Chi, 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 chi. Anh cái đầu thành điêu ơi. Tên là gì? Tên là tao. Không có gió. Tao.
Kiến và Chúa. Đây là tao. Quân Nam. Bảy. Thank you.
đầu bài con tìm người. Ủa? A few moments later. Tôi muốn anh em coi xem mấy video của mình. Anh em mua thì hai thì được quên cho mình khi mật rồi, share subscribe. Anh em nào có ý kiến thì comment ở bên dưới nhé. Thằng ở trên chùa, thằng ở trên chùa. Thằng ở cơ. Ui anh. Anh em. Anh em mua tâm tâm thì hãy liên hệ đến Bọn Trẻ Vlogs.